Trong video này chúng ta giới thiệu cách đơn giản về người dùng và nhóm người dùng, khái niệm như thế nào. Linux cũng như Unix thì sẽ thiết lập bởi người dùng và nhóm. Mọi người sử dụng Linux được thiết lập với một cái ở cái tài khoản người dùng, kể cả chỉ nó là tài khoản guest, tài khoản khách, nó không quyền gì nữa là tài khoản. Thế thì có một cái người dùng tiêu chuẩn gọi là nobody. Chúng ta sẽ quan tâm trong một chút về nó cái trong cái hộp etc password. Như thấy rằng là trong tất cả các người tên người dùng được liệt kê trong etc password thì kể cả số các dịch vụ, một số dịch vụ trong Linux cũng có cái tên là mail rồi new new rồi ftp apache cũng có người dùng riêng của chúng họ. Các dịch vụ chạy tên người dùng. Có trường hợp cái etc password sẽ trong trường hợp nào ấy, thì etc password theo một cái mẫu chuẩn của nó là được mô tả trong chương 6. Mục đích của cái việc này cho chú ý rằng là những người dùng thông thường trong cái file này thì được gọi là Alex và Michael, người thông thường họ có số ID này và có nhóm ID này, đều bắt đầu từ 1.000 và 1.001, và cái thư mục home của họ thì ở là có thư mục đi cùng số tiền là bằng rượu. Home của họ là Alex, home là gọi là Michael. Và ở đây thì cái ID, UID của ID của họ dựa trên cái sơ đồ về nhóm cá biệt của người dùng Red Hat đồ ra thì này, đó là Red Home này. Đây là đây cái quê ID họ và group của họ đây. Chú ý các cái quyền dựa trên cái khái niệm là rvkx vừa ấy thì ta sẽ mô tả thương trước. Ta sẽ kiểm tra chút này xem là cái người dùng đó có quyền truy cập vào trong thư mục home họ không. Đó đều nói qua thôi, nó you must. Mỗi khi chúng tạo một cái file thì cái quyền mặc định dựa trên cái giá trị của UMAS sẽ được bật lên. Ở đây là 0002. Mặc định chúng ta thường là 4 số 0002. Nếu một cái bit của UMAS được thiết lập thì sẽ cái quyền tương ứng sẽ được tắt đi trong cái những file sắp được tập là thiết lập vào những thư mục sắp được thiết lập. Để tìm ra sự liên quan giữa các cùng cái quyền mà bit có liên quan đến các quyền ấy, chúng ta cần phải trừ cái giá trị UMAS từ giá trị 777 hoặc là 666 nếu mà thư mục là 777 còn file 666. Ví dụ như này, cái UMAS chúng ta là 0245 hạn thì khi tạo một file mới sẽ được cái file là có quyền là 0532 tức là 777 trừ đi 25 bằng 0532, nó tương đương với là có quyền đọc, quyền thực thi người dùng, quyền ghi và thực thi cho nhóm và quyền đọc ghi cho người khác. Trong quá khứ, giá trị của UMAS thì ảnh hưởng với giá trị của tất cả quyền đến được file. Ví dụ như là 0000 thì mặc định của các file này là không có quyền UMAS là thế này. Thì người dùng sẽ có quyền tất cả thứ luôn, không có quyền cản gì cả. Ai quyền đọc ghi thì đấy. Bây giờ nó là 666 thì do là những file thông thường thì không còn cần cái quyền thực thi nữa khi họ cũng tạo thư mục thì người khác thì cần quyền thực thi để cho tất cả trong cái file trong trục đó quyền được truy cập nên họ cần phải để quyền là 777. Còn với các file ta lại cấm mức quyền thực thi nó, chúng ta như này rm đấy là tạo file file như là tạo ạ thì ls trừ l ta sẽ có này, nó sẽ có quyền đọc ghi
đọc ghi lại đây, nó không có được khi đây để tránh cái file nó tạo ra đâu có quyền thực thi này. Nhưng như thư mục thì ta được quyền thực thi để cho là cái file trục đó thì được truy cập được, nếu không được thi thì không làm truy cập được file cái trục đó. Tiếp theo nó có là cái UMAP mặc định. Cái UMAP mặc định đây thì được thiết lập trong etc profile hoặc etc bus rc đúng có gì, nếu UID GT lớn hơn 144 và UID thì lớn hơn UN thì UMAP là 002 còn 0022. À, không nói khác đây, UMAP cho người dùng có tài khoản UID 200 và lớn hơn thì là 002. Ngược lại, UMAP UID dưới 200 thì là 022. Trong Red 9 thì dịch vụ như là ADM, Postfix, Apache thì có cái UID nhỏ hơn là 200. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cái quyền của cái log file được tạo cho dịch vụ đó. Dĩ nhiên, người quyền root sẽ có cái UID là 0. Mặc định những cái file tạo bởi những người dùng như vậy thì sẽ có quyền là 644. Là 666666 36 trừ đi 022 thì được 644. Thư mục được tạo bởi quyền những người dùng đặc phù đó sẽ có dạng là 755, tức là 77 trừ đi 022 hoặc 55. Ngược lại, những người dùng thông thường thì có UID lớn hơn 1000 trừ đi thì những file tạo bởi những người dùng đó sẽ có quyền là 644 664. Thư mục tạo bởi họ có quyền là 775. Và người dùng có thể quá tải các mặc định thông qua việc áp dụng cái lệnh UMAP ở trong xe bus RC hoặc là bus profile họ. Bạn đã bắt không?